Mà tôi biết là các bạn đã hóng God of War Ragnarok lắm rồi, nên xin phép sẽ review nhẹ về những điều thú vị chờ đợi người chơi trong game. Tất nhiên là sẽ không có spoil trước nội dung đâu. Những ngày qua, God of War Ragnarok là một cái tên cực kỳ nóng khi mà người người nhà nhà xuống tiền pre-order trước. Mọi người cũng bắt đầu nghĩ đến cuộc cạnh tranh máu lửa cho danh hiệu tối cao tại The Game Awards cuối năm nay. Chuyện đó là quá bình thường, nhất là khi phiên bản God of War 2018 vô cùng xuất sắc lại để ngỏ một phần cốt truyện cho phiên bản kế tiếp tạo thành một bộ đôi có liên hệ mật thiết với nhau. Giờ đây khi God of War Ragnarok cận kề ngày ra mắt và một số người đã có bản chơi thử sớm đã có các mô tả sơ bộ, mọi sẽ tổng hợp cho các bạn những thông tin mới nhất về tựa game này. Tất nhiên những mô tả này chỉ mang tính chung chung và không có spoil làm hỏng trải nghiệm của bạn như mấy cái bản leak quái quỷ kia đâu. Và chúng ta cũng sẽ không nhắc gì về nội dung của bản rò rỉ đó vì nó đã spoil quá nặng, không tốt cho việc trải nghiệm, kể cả là trải nghiệm trên YouTube của các bạn. Đúng, đúng. Hãy xem đây như là một bản preview healthy và 3 lần đầy cẩn trọng trước khi chúng ta chính thức trải nghiệm God of War Ragnarok vào ngày 9 tháng 11 nha. Liệu Kratos có còn đủ sức bảo kê cho Atreus? Bối cảnh của God of War Ragnarok nói về hai cha con Kratos ở thời điểm 3 năm sau khi kết thúc phần game trước. Do hậu quả từ cái chết của Baldur, nên suốt 3 năm này toàn cửu giới đã phải trải qua sự kiện 3 mùa đông, Fable Winter. Nơi nơi đều trắng xóa một màu tuyết. Hai cha con Kratos đã ẩn mình sống xa lánh xã hội trong suốt 3 năm trời. Tận dụng thời gian đó, Kratos đã huấn luyện Atreus về kỹ năng chiến đấu khá nhiều. Cũng sau 3 năm này, Atreus đã trở thành một cậu trai tuổi teen chín chắn hơn và độc lập hơn. Chính vì vậy, Atreus đã ngày càng hình thành quan điểm riêng, ý chí riêng, có suy nghĩ độc lập, không phụ thuộc vào Kratos. Điều đó khiến cho sự bất đồng vốn có từ xưa của họ lại phát triển mạnh hơn nữa. Riêng Kratos thì từ bản God of War 2018 đã cho thấy ông ta không còn chiến đấu vì bản thân nữa. Thay vì chỉ chìm trong thù hận và đánh nhau để trả thù thì Kratos giờ đây chiến đấu vì người khác. Ở God of War 2018, ông đã chiến đấu vì di nguyện của vợ. Sau đến God of War Ragnarok thì Kratos có vẻ sẽ chiến đấu vì sự trưởng thành và con đường riêng mà Atreus sẽ đi. Điều đó thể hiện thông qua từng câu nói trong trailer cốt truyện được nhà sản xuất hé lộ từ đợt trước. Đó là ông không hiểu Atreus nghĩ gì, nhưng ông vẫn tin tưởng và đi theo cậu ta. Trong khi đó ở thế giới bên ngoài, những kẻ thù đầy quyền năng cũng không ngừng lùng sục tìm kiếm cha con họ. Một bên là các vị thần dưới quyền của Odin, bên kia là Freya muốn báo thù. Chưa kể ngày tận thế Ragnarok cũng đang đếm ngược đến thời khắc cuối cùng. Dù đã ẩn nấp kỹ càng, nhưng việc hai cha con Kratos bị kẻ thù tìm ra chỉ là vấn đề thời gian thôi. Và cho đến lúc đó, hai người sẽ giải quyết mâu thuẫn của mình ra sao? Atreus và nhân thân Loki của mình cuối cùng là mối quan hệ như thế nào? Đó là những điều mà bạn sẽ phải tự mình khám phá trong God of War Ragnarok khi nó mới ra mắt. Kể thêm nữa thì mọt sẽ dính spoil và chắc hẳn là bà con sẽ săn mọt còn hơn là Freya săn Kratos báo thù nữa chứ. Không thể có gameplay đột phá hết hồn. Nói thẳng luôn nha, bạn sẽ là một kẻ tham lam nếu kỳ vọng God of War Ragnarok là một cái gì đó nhảy vọt hẳn khỏi khuôn khổ của người tiền nhiệm năm 2018. Vì hai bản game này có liên hệ mật thiết với nhau nên việc nhà sản xuất làm cho chúng trở nên tương đồng là một điều hợp lý. Họ không dạy gì mà làm cho nó khác hẳn đi để rồi những người từng mê mẩn bản 2018 sẽ bị sốc vì chả có gì quen thuộc hết. Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là Santa Monica lười biếng không cải tiến gì hết đâu nha. Với tinh thần cái gì tốt rồi thì nên để yên đấy, nhà sản xuất sẽ vẫn giữ lại những tính năng cũ nhưng sẽ cải tiến cho nó tinh tế hơn và đưa thêm những cái mới mẻ dựa trên bộ khung cũ. Nó sẽ giúp cho những ai từng chơi qua phiên bản God of War 2018 bước vào game như là trở lại một khung cảnh cũ sau 4 năm đi xa. Vẫn sẽ quen thuộc nhưng lại chứa một số thay đổi bất ngờ. Một trong những yếu tố đó có lẽ là sự điều chỉnh về độ khó. Bạn sẽ có thêm lựa chọn độ khó cực thấp nếu muốn trải nghiệm game để biết cốt truyện. Và tất nhiên là cũng sẽ có độ khó cực gắt Give me God of War để bạn có thể bị mất cả khúc dài thanh máu mỗi khi bị quái đánh trúng. Ngay bên trong tiến trình chơi cũng có một số chỉnh sửa để độ khó của game dễ thở hơn. Đơn cử như việc cho một điểm checkpoint ở giữa những con boss phức tạp, bạn sẽ không phải sợ việc boss biến hình tiếp chứ chưa chết lúc bản thân đã cạn kỳ sức lực ở phase trước. Mà khác, khi chuyển giữa các giai đoạn đánh boss thì cũng có khả năng xuất hiện các vật phẩm hồi máu giúp cho bạn có thêm được sức để chống đỡ qua đợt đấu trùm dài hơi. Nếu bạn thấy hết sự hoành tráng của màn đấu nhau giữa Baldur và Kratos trước đây thì cũng sẽ không hề thất vọng khi chạm trán Thor ở bản này. Santa Monica sẽ tiếp tục tận dụng sự hoành tráng đó vào những con boss lớn. Thay vì tăng độ khó hay là phức tạp hóa con boss lên thì họ lại quyết định tạo ra những phân cảnh chiến đấu cực kỳ hứng khởi. Các phân đoạn sẽ được chia ra để bạn cảm giác được một cuộc đối đầu thực sự.
song song với độ khó cần phải có để xứng đáng là một con trùm mạnh thì sẽ có những màn sắp xếp thể hiện sự hoành tráng cũng như sức mạnh của cả hai bên. Nó sẽ khiến mỗi một lần giao chiến là một cảm giác hứng khởi dâng trào. Nếu đấu với Border đã tuyệt vời như thế, thì Thor mạnh mẽ hơn, thiện chiến hơn, chắc chắn cũng sẽ mang đến cảm giác đã tai đã mắt hơn nữa. Tuy nhiên lần này kẻ địch sẽ là một hội đồng thần thánh dưới trướng của Odin, nên số lượng có thể sẽ khá là đông đảo. Nhưng sẽ có nhiều thứ khiến bạn mê hồn. Như đã nói, game vẫn dùng bộ khung cũ như được cải tiến nhiều, giúp cho trải nghiệm chơi hấp dẫn hơn. Đầu tiên là đồ họa được nâng cấp hơn bản cũ, nhất là phiên bản dành cho hệ máy PS5 đầy mạnh mẽ. Các chi tiết cảnh vật được làm tỉ mỉ và có chiều sâu hơn. Phiên bản dành cho PS5 sẽ cho cảm giác mượt mà hơn và không bị tuột khung hình ở những pha khói lửa hay là cần load phức tạp. Game đưa ra hai chế độ xử lý đồ họa bao gồm chế độ đẹp mắt Resolution Mode giúp cho bạn trải nghiệm những cảnh vật hoành tráng chất lượng cao trong game. Bên cạnh đó là chế độ đã tay Performance Mode tập trung vào việc thể hiện chuyển động mượt mà 60 khung hình giúp cho các trải nghiệm chiến đấu thật đã tay. Các nâng cấp sức mạnh được làm mới giúp cho bạn có dàn kỹ năng dành cho hai cha con Kratos cũng như là các vũ khí trang bị có công dụng tốt hơn. Sẽ có nhiều hướng để xây dựng kỹ năng nhân vật cùng với vũ khí. Bạn có thể chọn đánh theo phong cách dùng đòn gây choáng là chủ đạo hoặc sử dụng xung khắc nguyên tố hoặc là nổ sát thương. Thực tế chiến đấu sẽ cho bạn cảm giác thiên biến vạn hóa hơn khi các vũ khí có thể hoán đổi và mang các đặc tính đặc biệt. Ví dụ như Leviathan sẽ làm cho kẻ địch nhiễm nguyên tố băng, nhưng Play of Chaos lại có công dụng tăng sát thương cho kẻ đang bị đóng băng và ngược lại. Điều này sẽ khiến cho bạn tung một loạt combo hoán đổi liên tục giữa hai món để tạo ra sát thương hiệu quả nhất và một màn diễn xiết đẹp mắt. Atreus cũng trưởng thành hơn, đồng nghĩa với việc khả năng chiến đấu cao hơn. Ngoài các mũi tên tương trợ từ bên ngoài, thì giờ đây cậu trai có thể can thiệp hẳn vào cuộc chiến với những màn cận chiến hỗ trợ đầy uy lực. Nó sẽ khiến cảm giác chiến đấu thăng hoa hơn rất nhiều so với trải nghiệm của phiên bản 2018. Bản thân Kratos cũng sẽ có khả năng linh hoạt hơn trên chiến trường, như có thể bích hổ du tường để di chuyển lên cao khi đang trong combat. Kratos cũng có thể lợi dụng địa hình nhiều hơn khi chiến đấu với kẻ địch, thậm chí là chỉ đạo cho Atreus phá sập một số công trình nhất định để tiêu diệt kẻ thù. Một điều thú vị hơn nữa cũng đã được đưa vào, đó chính là các hoạt cảnh tiêu diệt kẻ thù. Nếu trước đây việc tung đòn kết liễu kẻ địch bị giới hạn bằng tay không hoặc vũ khí Play of Chaos cố định, thì bây giờ có thêm nhiều hành động hơn đã được bổ sung. Bạn sẽ có thể hạ gục kẻ địch bằng chính món vũ khí đang sử dụng thay vì tự động bị chuyển về Play of Chaos được quy định trước. Điều này sẽ tạo ra cảm giác, ồ, chính tôi nè, đang xuống tay với kẻ địch này, chứ không phải là gượng ép kiểu rõ ràng như đang dùng rìu rất sẵn khoái, lại tự nhiên mất một khoảng thời gian móc ra con đao để kết thúc cuộc chơi, thêm phần màu mè, nhưng mà rách việc. Một thế giới rộng lớn và siêu ấn tượng. Thế giới của God of War Ragnarok vẫn vận hành một cách quen thuộc. Bạn sẽ đi theo cốt truyện chính bằng một con đường tuyến tính, nhưng mà sau đó sẽ có các bản đồ mở rộng ra thêm để khám phá và làm nhiệm vụ phụ. Các tuyến nhiệm vụ phụ sẽ được thiết kế để gắn liền và giải thích thêm về thế giới của game, về các diễn biến xung quanh các vùng đất. Vẫn có đầy đủ các yếu tố như đi tìm các collectible, tiêu diệt những con quạ của Odin, nhặt rương ẩn, đập hũ nhặt tiền xu, v.v. Tuy nhiên bản đồ lần này sẽ khá là rộng lớn, nó bao gồm cả cửu giới và những người chơi có thể di chuyển qua lại giữa chúng. Tất nhiên kèm theo bản đồ rộng lớn thì kẻ địch trấn giữ chúng cũng sẽ đa dạng hơn. Ngoài những loại quái cũ được làm thêm nhiều phiên bản hơn tạo ra sự khác biệt, thì God of War Ragnarok cũng có nhiều loại quái mới với những đặc điểm kỳ lạ và mới mẻ. Chúng có thể là những tay sai mới xuất hiện của chư thần phái đi, hoặc các loại quái bản địa của mỗi một cõi trong cửu giới mà hai cha con Kratos đặt chân đến. Có thể nói God of War Ragnarok là một phiên bản tiếp nối và chốt hạ đầy hấp dẫn của God of War 2018. Chính vì vậy, hãy xem như đây là một cuộc hành trình tiếp nối với phong cách quen thuộc của phiên bản 2018. Nó sẽ có những cái mới, đủ để làm bạn mê mẩn, nhưng cũng đủ thân thuộc để bạn bắt nhịp lại cực nhanh, không cần phải bỏ quá nhiều thời gian để tìm hiểu lại từ đầu. God of War Ragnarok sẽ chính thức ra mắt vào ngày 9 tháng 11 tới, độc quyền cho PS4 và PS5. Các game thủ hệ khác có thể lựa chọn bịt tai bịt mắt lại để chờ đợi hoặc chơi trên YouTube đỡ. Tuy nhiên dù bất kỳ hoàn cảnh nào thì cũng đừng đụng đến bản leak để rồi bị spoil hoặc spoil cho người ta mất cả vui nha. Ok, và đó là chút tản mạn của Mọt về tựa game God of War Ragnarok sắp được ra mắt. Và nếu anh em có thêm thông tin gì hay ho muốn bổ sung thì hãy đừng ngại mà bình luận nha. Chúng ta sẽ cùng nhau đàm đạo thêm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.